có lẽ MH nên lùi về thôi, nhưng không, đó là MH đã tạo lũi thắng như 4 người, anh ta có một cô tự nhiên như vậy 4 người, kèm theo đó là khu ủi luôn buồn, cơn mưa dưa hấu cũng đã được sử dụng, anh ta đang ôm rất nhiều lực sát thương, anh ta lùi 2 lần 2 mình. Như vậy là MH tỉnh chơi luôn, anh ta lùi thắng vô AD và anh ta có một người cân qua, một mình anh ta cân quá tàu cam, khi mà anh ta đang ở vị trí lên bên, anh ta lùi 2 lần như cô tự nhiên vừa quá vì lượng máu của anh ta cực kỳ ít, nhưng mà có lẽ chú Nam Xe Ôm không cho phép điều đó, anh ta sử dụng lăng lao lốc, nhưng mà bên đây thì đó luôn cố tình nhiên như chị A đẹp kèm tới đó là nhằm thuận kết quả chỉ cần mưa như hậu mà hết chưa nằm xuống, anh ta có một tình lao ngay luôn 2-5 đó là tấm một con xưa mà. Sự xung đột của những con khí độc ulti quá trao đến từ anh chị cá, nhưng mà bên đây thì đó là một tình huống thiên nhiên chưa vậy, ba người gỗ xưa qua đẹp môn hát anh ta đang gần 2-3, anh ta chơi xe điện đụng với cú ủi luôn sẽ là một giao tranh ở đường biến hay sao đây, anh ta có một cú ủi luôn thiên nhiên như vậy, ba người anh ta đang cân ba, một cái giải đã được sử dụng, cơn mưa dưa hấu được mở lên luôn, nhưng mà bên đây thì anh ta vẫn ủi giao một lần nữa thiên nhiên như vậy, ba người cú ủi luôn buông thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ đến ngay với giao tranh cuối cùng của trận đấu này, Naruto nhào vô hơi sâu và anh ta sẽ phải trả giá bằng cái mạng của mình, Aya cưỡi đầu cuối cổ, anh ta cũng đang bị rơi xuống bên đây thì bao lòng ship đã hạ gục thành công được cái mạng của Beret. Tiếp theo đó là Sonic, Sonic không còn trên bản đồ, chỉ còn MH một mình, anh ta đang cố gắng đến nhà Naruto đang canh cái trụ, nhưng mà thiên nhiên dỗ dề của MH là quá đẹp, anh ta lấy đi cái liềm độc mệnh của Naruto và anh ta cắt luôn 2 con linh cuối cùng. Nhưng mà sau đây anh ta sẽ giải quyết bài toán này như thế nào khi mà tất cả thành viên của anh ta cũng phải nằm xuống hết rồi và chỉ còn một mình anh ta phải cân 3 cân 4, một mình anh ta cân 4 tô cơm, anh ta làm được hay không đây khi mà có một cú thiên nhiên dẫu về là quá đẹp. Anh ta vẫn cố gắng chặn con lính một pha tốc biến để giữ những chú lính lại và anh ta vẫn đang cố gắng giữ lại ván thi đấu này khi mà anh ta cũng có một cú thiên nhiên dẫu về hạ gục được chú 7 lai đò xong đã hạ gục thành công được cái mạng của Violet Tiplet nữa. Gỗ xưa ở giai đoạn đầu game thì có thể làm được những gì đây, vừa mới nói xong thì MH có một tình huống thiên nhiên dỗ về là quá đẹp, hai người đang phải lui về rồi, và bên đây thì ba đùm đó là một tình huống mũi vào nhưng mà không dính ai cả và anh ta sẽ là người bị trả lại 3 tô cơm này. Đây cô Linda thoát chạy thành công nhưng mà thiên nhiên dỗ về của MH đang canh vào ba đùm đang rất thầm má, anh ta tóc biến đi một lượng máu cực kỳ ít ỏi và anh ta sẽ phải nằm xuống bởi thần bài miền Tây. Bên đây thì MH vừa lên level 4 và anh ta sử dụng cơn mưa dưa hấu, ba người là quá đẹp, anh ta lao thẳng vô ba người, một cú gập thiên nhiên dỗ về chè với đất mẹ hai thành viên vào, rất nhiều chữ hay đã được chát lên rồi và cô Linda sẽ là người thứ ba phải nằm xuống trước một kill dành cho MH kìa. Anh thần hóa anh ta đang có anh tiêu nhưng tại sao anh ta đi đâu vậy, và MH đang phải một mình trong chịu sát thương đến từ mắt thăm ra có xích đến từ kia anh thần hóa rồi, MH cần bốn luôn đó. Đây sẽ là pha hủ trụ cuối cùng của trận đấu này khi mà tay MH anh ta phải đối đầu với 5 thành viên đầy cây, kèm theo đó là một con si sa bóng tối cấp 3 nữa nó đang tràn vào rồi. Đây là hạt giống sinh mệnh đến từ MH, anh ta đang ôm rất nhiều sát thương nhưng mà ta buộc phải lui ra thôi. Naruto cũng đang cào quá, nhiệt bão lá đến từ PC, Naruto quay ngược lại một lần nữa, quanh heo phải tóc biến thêm nhào vô chính giữa, nhưng bên đây thì MH có một tình huống thiên nhiên dấu về là quá đẹp, 3 thành viên bị gộp lại nhưng mà Naruto đang canh cái nhà chính và đó là top 1 gỗ xưa MH đã ta kéo được, anh ta cứu vãn được ván thi đấu này khi mà cái chiều 2 đó nó quá ngàn vàng rồi. Và đây sẽ là một lá bài tẩy, một lá bài lật ngửa, đó là top 1 gỗ xưa MH em ơi. Sẽ là một tình huống mà MH lao vô anh ta tóc biến thiên nhiên như vậy, quá đẹp em ơi, đang cố gắng ép trụ nhưng mà MH tóc biến thiên nhiên như vậy, trời ơi là trời, có vẻ là nên lui về thôi nhưng MH nói không, anh ta quay ngược lại với cô thiên nhiên như vậy, 3 thành viên bên tình địch chỉ còn một lượng máu cực kỳ ít, ăn 2 tô cơm. À thôi rồi MH ơi, anh ta đang bị truy đuổi bởi 4 thành viên bên tình địch, anh ta có một tình huống tóc biến ngược lại thiên nhiên như vậy, 3 người một tình huống lên level 4 cơn mưa dưa hấu, anh ta đang cố gắng ao nhai đó là tóc bông gỗ sơ, MH đang tìm kiếm ai đó trong cái bụi này nhưng mà có lẽ anh ta sai rồi, không, anh ta có một tình huống thiên nhiên dữ dội, AD tên bạn và AD tên bạn mới là người đang gặp nguy hiểm ơi, thì hiện tại mà anh ta phải nằm xuống với cơn mưa dữ hấu ơi đến từ cánh mình trai và anh ta cũng đang cố gắng gây nguy hiểm, nhưng đó là một tình huống thiên nhiên dữ dội một lần nữa là quá đẹp rồi. Rồi tóc biến đúng không, tóc biến đúng không, tóc biến ăn cái mạng đó cho thầy, ăn cái mạng để còn up highlight nữa cái nồi. MH đang bị bé ơi ngủ đi, nhưng mà không, anh ta quăng cái mền, anh ta tỉnh dậy rồi. Đây là MH, anh ta một cú thiên nhiên vui vẻ quá đẹp, 7 chim chim anh ta bay màu không ăn đồ với một lần sáng tư cực kỳ lớn. Tiếp theo đó là cơn mưa dưa hấu được dựng lên đến từ MH, anh ta dẫn lũi vô một cú thiên nhiên vui vẻ quá đẹp em ơi. MH
sử dụng cú hủi Lobo kết hợp với tóc bí của tiên nhân như vậy. Ba người ăn ba sẽ phải đối mặt với tình huống 1-5 đét trụ rồi. Cơn mưa dưa hấu được mở lên tay tay kích hoạt cú hủi Lobo kèm theo đó là tiên nhân như vậy. Anh ta lấy đi màn gục của Butterfly nhưng mà không, anh ta vẫn còn thoát chạy được thành công. Mohat dọc ba từ người một chỉ có một mình Mohat đang cố gắng đánh nhà cơn mưa dưa hấu được kích hoạt lên. Anh ta đang một mình âm sát thương đến từ bốn người, một con tiên nhân như vậy ba người đó là tấm ông gấu sơ Mohat em ơi. Đây là con bài gỗ xưa của Mohat, không biết anh ta tính làm gì đây khi mà anh ta đã cắt lính ở giai đoạn phút thứ ba. Anh ta có một cú thiên nhiên dấu dày quá đẹp 3D, đó là con bé theo lờ vải bay màu khổ bản đồ, rồi đó là một con ghẹ nấu canh cho mẹ. Tiếp theo anh ta một mình đang cân hai, đó là Mohat. Anh ta quay ngược lại với cú ủi luôn buông cho ba người. Ông dị thần khỉ cũng đang bị dồn nhiều sát thương, chỉ tư lao xe đã có thành công được cái mạng của ông dị thần khỉ, nhưng không, chính xác hơn đó là gỗ xưa của Mohat. Anh ta lủi thẳng vô trụ luôn. Trụ là cái gì vậy khi mà anh ta quẩy ở trong trống luôn? Và tiếp theo là đội trưởng đội vệ sinh, không còn cách nào để chạy nữa. Mohat một mình tính cân năm luôn hay sao đây? Chỉ còn một mình anh ta trên bàn đó, ta luôn thắng vô năm người, một cú tự nhiên vô dày năm người, năm tô cơm. Anh ta đáng là người quay qua nhưng chỉ còn ba gỗ xưa, có một gỗ xưa Mohat em ơi. Mohat hết đường để chạy rồi, anh ta bắt buộc phải cân ba. Cơn mưa dưa hấu đã được mở lên nhưng mà anh ta ngắt lại rồi. Đây là cú tiên nhiên vô dạng, anh ta vẫn còn sống. Anh ta ao nhây. Cuối cùng của trận đấu này tu luôn, anh ta đã phải nằm luôn rồi. Và Mohat có muốn chơi hay không đây? Không đợi Mohat trả lời, đó là 7.9. Anh ta lao thẳng dùng 3-4 người của Uỷ Lung Bu. 2 người đến từ Mohat và anh ta đang mở cơn mưa dưa hấu. Anh ta đang chịu rất nhiều sát thương trận. Mohat đang ôm quá nhiều lưng sát thương, anh ta lũi thẳng dùng 3 người. Tuy nhiên chỗ gì 3 người là quá đẹp, anh ta ăn ngay 3 tô cơm. 3 tô cơm vừa mới được nấu xong và Mohat đang quay qua. Thì trong trận thi đấu này anh ta sẽ kết thúc đi với thi đấu này mất rồi. Và đó là top 1 gỗ xưa Mohat em ơi. Ổ xưa Mohat đang núp trong một cái bụi chuối là khá đẹp. Anh ta xuất hiện kèm theo đó là một cú thiên nhiên dỗ dề, kéo được hai hình nhân tới mạng. Đó là Minato phải sử dụng giải rồi. Và bên kia thì đó là tóc biến đến từ Galateli. Nhưng mà bên đây thì đó là cơn mưa dưa hấu đến từ báo lụi. Đây là báo lụi, anh ta lụi thẳng như một lần nữa. Cú ủi Lubu kèm theo đó là thiên nhiên dỗ dề lấy đi cái mạng của AD tên bạn rồi. Và Mohat vẫn đang cố gắng ở lại đất trụ. Anh ta đang một mình cân ba. Một cú thiên nhiên dỗ dề qua nhiều luôn sang tương. Và ao nhiên tên bạn phải cẩn thận nha. Mohat đã có nội tại của ủi Lubu. Anh ta thiên nhiên dỗ dề ba người quá đẹp, thỏ sầu lăng ngay lập tức lên bảng điểm số. Tiếp theo là Illuminati, thầy Chidaya không chạy được nữa đâu. Tiếp theo là kỳ anh thở khóa. Còn bài gỗ xưa nó đang quá hot mít ở thời điểm hiện tại là vừa mới nói xong đó luôn. Cô tiên nhiên dẫn về quá đẹp đến từ Mohan, đó là tập một gỗ xưa Mohan. Chị Tư lắc giọng đang dồn một lượng sát thương là cũng lớn. Bên đây thì đó là một cú kéo đến từ Kakushima, nhưng một bên kia thì đó là một tình huống tiên nhiên như vậy. Ba người đến từ Mohat, đó là tấm một gỗ xưa Mohat. Anh ta cầu kéo quá nhiều và thậm chí anh ta lượm hết. Căng thẳng nhất của trận đấu đây là Mohat. Anh ta tóc biên lên, anh ta cầu được 3-4 người. Một game tiêu được mở ngay giữa phạm vi trung tâm và anh ta vẫn còn đẩy được. Anh ta còn vượt qua tốt, đó là Mohat. Anh ta quay một lần nữa. Mohat sẽ làm sao đây khi mà một mình anh ta phải công ba vị trí đấu? Đây sẽ là giây phút căng thẳng nhất của trận đấu này. Mohat đang một mình tiên phong và anh ta lao lên với một cú gập ba người là quá đẹp em ơi. Và Vera đã phải đâm xuống và cái combat này sẽ Mohat bị kéo lại. Anh ta có thuật nhắm thủng và đây sẽ là kết thúc trận đấu này. Naruto cắt ngang ở cánh cầu kiều và Mohat lao vô thì thôi rồi bé ơi, quá nhiều lượng sát thương và đó là gỗ xưa của Mohat. Cuối cùng của trận đấu này đó là Mohat một pha tiền đề quá đẹp đến từ anh. Giao tranh đang xảy ra khu vực đường miếng hệ giống sinh mệnh cũng đã được sử dụng. Mohat lao thẳng vô với bốn người và có một pha gộp là triệu đô rồi. Giao tranh đang rất hỗn loạn, hai bên không phân biệt được thắng thua. Ben đang phải nằm xuống. Rồi bên đây thì Mohat có một pha thể hiện kỹ năng khi mà anh ta gộp được 3-4 người như một bác thợ săn đang gặt lúa. Anh ta gặt được hai cây lúa rồi và anh ta tiếp tục hai mà non và ta cố gắng chạy giúp không. Ở tình huống đầu tiên thì Mohat đang có một cái bụi chuối khá đẹp. Tiếp theo đó là một cú ủi lu bu như cái lòng bàn tay của tôi. Bảo phi tiêu đến từ Yamete Kurasai. Anh ta đang rất thấp máu, anh ta có một mạng hạ gục của Mohat. Tiếp theo đó là mắt xăm, anh ta nhảy tới từ phía sau. Mohat mới là người lấy được mạng thành công. Tiếp theo là tôi thấy hai con ghẹ nấu canh cho mẹ đó. Lúc này thì Bảo mở cơn mưa dưa hấu hạt não lên và bao lông chip lết chạy cái kiểu vậy đây bé ơi. Uống cho lòng tim nhẹ, trời ơi cái cú ủi lu bu. Diễn biến tiếp theo thì Mohat có một tình huống hổ báo có trộm khi mà anh ta quyết định cân ba. Cơn mưa dưa hấu được mở lên, ở phía dưới thì đó là mắt thăm với trầm trọng lực. Anh ta đang cố gắng truy đuổi Vera nhưng mà bên đây thì đó là một cú ủi lu bu kèm theo đó là tiên nhiên như vậy. Ba người quá đẹp kết hợp với bảo vệ tiêu có ba mạng ngon từ thịt chắc từ xương, không cần bột ngọt Ajinomoto. Tình huống tiếp theo là một tình huống mít đốc ở đằng sau khi mà Mohat đang có một cú thiên nhiên dẫn về hai người ăn hai tô cơm. Và đến với những diễn biến cuối cùng của trận đấu này thì Mohat đang quyết định cân ba hay sao đây, anh ta lũi vô thiệt luôn. Đây sẽ là một tình huống chịu sát thương đến từ năm người. Mohat mở cơn mưa dưa hấu ngay giữa phạm vi trung tâm. Cậu bé màu đang cố gắng dồn nhưng
mà không ai dồn chung với anh ta. Bao lòng thịt lết đang bị đe dọa tính mạng, nhưng mà bên đây thì đó là một cú tiên nhiên vô dịch 3 người và sẽ kết thúc luôn trận thi đấu này hay chăng đây, khi mà đó là một cú tiên nhiên quá đau em ơi. Dạ đây sẽ là tình huống giao tranh cuối cùng của trận đấu này. Cậu bé màu lao ra, anh ta sử dụng bằng cả tính mạng của mình để đét nhà, nhưng mà có lẽ là không kịp rồi bé ơi. Trận thi đấu này sẽ chính thức được khép lại. Gỗ xưa nè, hai em này hơi xa cách nè, ôm nhau cái nè, cơn mưa dưa hấu chín mùa mang tim tới chơi. Một mạng. Trời ơi, thằng quỷ mắt thầm ở đâu ra, lủi nó đi luôn. Tính tiền máy ba luôn chủ quán ơi. Vô luôn không vậy thằng khỉ ơi. Trời ơi, nó gõ bác ba phi. Trời ơi, bên đây thì để tôi lủi vô hai thằng này luôn. Lụm hai, chuyến này vô mánh rồi. Gói đò ơi, sao mà nó bắt được đò ở đây nữa bé ơi. Cơn mưa dưa hấu lụm một mạng nè. Thằng mắt thầm này để bảo gộp hai cặp chà quẩy luôn cô ba ơi. Trời ơi, cái góc này là cái góc highlight trên TikTok nè. Một cái hủi nó đi luôn rồi, ăn một nồi cơm trong đây luôn, hai tô cơm. Đây có thể sẽ là một pha ảo tưởng của MH hay chăng, khi mà anh ta lũi thẳng vô ba người. Máy hút bụi Toshiba cũng đã được kích hoạt, anh ta đang rất thấp máu rồi. Gỗ xưa của MH anh ta sẽ phải trả giá bằng cái mạng của mình thôi. Anh ta hết đường để đi rồi. Không, đó là một cô tiên nhiên dỗ về và những người đồng đội anh ta đã tới, thậm chí anh ta sử dụng cơn mưa dưa hấu. Chúng ta sẽ có giao tranh hay chăng đây, khi mà MH anh ta đang ở vị trí là đỡ đòn và anh ta muốn solo kêu với lại AD luôn. Anh ta đang rất thấp máu, cơn mưa dưa hấu đã được mở lên. Anh ta một mình cân hai hay chăng đây. Chơi gỗ xưa có ba cấp độ cơ bản, nâng cao và thứ ba đó là bò hả. Với anh bạn mắt thâm của mình đang phải đến nhà một pha tiên nhiên dỗ về là quá đẹp. Anh ta gặp được ba người và chắc chắn ba người phải nằm xuống top một gỗ xưa, đúng phải như thế. Anh em ta đoàn kết và kéo nhau về thôi, nhưng không, đó là top một gỗ xưa. Mà hả, anh ta cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của tên bạn rồi. Câu tranh hàng rồng lộn đó.